viên chùm luôn nè. Này có dây kẽm nó đỡ chứ không mà nó thòng xuống rồi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi. À, xin chào mọi người. Thì hôm nay trang trại Nắng và Gió tiếp tục giới thiệu một cái video giới thiệu cái vườn táo canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap. Đây là cái đợt hái táo thu táo thứ N rồi. Cái lứa táo này thì nó còn táo nhỏ thôi. Táo bơm trước thì chúng tôi đã thu hoạch hết rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham quan lại cái vườn táo và chúng ta sẽ thấy rằng cái lượng táo còn lại ở cái vụ cuối này sẽ rất là nhiều. Sắp tới chúng tôi sẽ thu hoạch hết luôn. Đây, táo gió rất nhiều bắt xa luôn. Đây, nguyên một nhành. Thì những cái hình ảnh này có lẽ là sẽ giúp cho mọi người hình dung phần nào về cái táo Ninh Thuận, táo của trang trại Nắng và Gió. Và nếu như du khách, những người ở thành phố có nhu cầu có thể ra trang trại Nắng và Gió để chúng ta trải nghiệm tại vườn. Đây, những chùm táo sum xê tươi tốt và hái trực tiếp táo tại vườn, chúng ta thưởng thức cái độ ngọt, độ đậm đà của cái táo này. Đây, chúng ta đi xuống phía dưới này để tham quan thêm với nè. Đây, chỗ này cũng quá trời táo này. À, mọi người nhìn thấy một cái cành táo mà táo nó mọc quá trời luôn ha mọi người. À, nguyên một dây toàn là táo. Những hình ảnh này thực sự là du khách họ sẽ rất là thích. Và hiện tại thì cái tình hình dịch Covid cũng đang rất là căng thẳng. Thì hẹn mọi người qua Tết để chúng ta có thể đến trang trại Nắng và Gió và quan sát, đi vào vườn, tận tay sờ, tận mắt thấy và tận tay nghe những cái chủ, những cái người quản lý chạy cái vườn táo để chúng ta nghe thuyết minh và hái táo trực tiếp. À, như táo này đang phát triển và lớn, rất là dày. Táo gió. Rồi chúng ta đi xuống khúc dưới kia, táo cũng rất là nhiều nè. Đi theo tôi. Đây. Hình ảnh này rất là mê ha mọi người. Đấy, nguyên một chùm táo luôn. Táo này là táo đặc sản, táo Ninh Thuận nha mọi người. Quá trời táo. Nhìn bên đây qua bên đây. Vô làm kiểu hình rồi. Mình đây là mình làm nông nghiệp và mình còn thích uống hồi chi là những người mà khách du lịch họ chưa tận mắt tận tay sờ những cái trái táo này. Đây. Nhìn rất là sung ha. Rồi chúng ta xuống phía dưới đây. Một chuỗi dài táo luôn. Đấy. Thì hiện tại bây giờ là cuối năm 2021, còn tuần lễ nữa là qua năm mới. Thì trang trại Nắng và Gió rất là vui và vinh hạnh được đón tiếp quý khách đến tham quan và mua táo cũng như là trải nghiệm những cái sản phẩm khác như là dưa lưới nè, nho, ổi và rau màu tại trang trại. Và xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.